Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay thì mình đang có mặt ở Đà Lạt và những hình ảnh các bạn đang xem là một đoạn video timelapse ngắn về nhà thờ Domaine de Mary. Và như các bạn thấy thì nơi đây là địa điểm du lịch thu hút rất nhiều các bạn trẻ tới để tham quan chụp hình. Các bạn trẻ có thể dành rất là nhiều thời gian ở nơi này để tạo cho mình những bức hình đẹp nhất về một nơi được coi là top 10 những địa điểm không thể bỏ qua khi du lịch Đà Lạt. Và hôm nay, qua video này, mình và các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu, khám phá về nhà thờ vô cùng nổi tiếng này. Nhà thờ Domaine de Mary còn được gọi là nhà thờ Vinh Sơn vì đây là nguyện đường của các sơ nữ tử bác ái Vinh Sơn, và cũng có một cái tên khác là nhà thờ Mai Anh vì trước đây khu vực này có rất nhiều hoa anh đào. Đây là một cụm kiến trúc bao gồm nhà nguyện và hai dãy nhà tu viện nữ tử bác ái Thánh Vinh Sơn với tổng diện tích lên tới 12 hectare. Nhà thờ nằm trên đường Ngô Quyền và cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 1 km về hướng Tây Nam. Vì nhà thờ có thiết kế theo phong cách kiến trúc Pháp cổ đặc trưng, lại tọa lạc ngay vị trí trung tâm của thành phố Đà Lạt, và khu vực nhà thờ cũng được mệnh danh là lãnh địa Đức Bà, nên nơi đây thu hút rất đông du khách lẫn các giáo dân ghé thăm khi có chuyến du lịch Đà Lạt. Và nếu các bạn đến Đà Lạt mà không tới nơi này thì sẽ là một thiệt thòi vô cùng lớn. Mọi người có thể tới nhà thờ Domaine de Mary vào bất cứ lúc nào và bất cứ ngày nào trong tuần. Tuy nhiên, nhà thờ có dán thông báo ở ngay phía cổng vào như lúc nãy mình quay cho các bạn, đó là nên ghé thăm nhà thờ vào khoảng thời gian từ 7:30 sáng cho tới 11:30 và buổi chiều từ 13:30 cho tới 17:30 để tránh ảnh hưởng đến các hoạt động của nhà thờ. 3 giờ cử hành lễ tại nhà thờ Domaine de Mary vào ngày thường là 17 giờ, còn cuối tuần sẽ là 5:45 và 16:30. Trong những ngày lễ đặc biệt sẽ có những giờ lễ khác, và mọi người tới nhà thờ tham quan nên hạn chế đi lại vào những lúc nhà thờ đang hành lễ, tránh gây mất trật tự, và hơn nữa, chúng ta cũng không có cảm giác thoải mái khi tham quan.
về lịch sử nhà thờ thì nhà thờ Domaine de Mairy được xây dựng từ năm 1938 do bà Susan Humbert là phu nhân của toàn quyền Đông Dương Jean de Coux đứng ra vận động các giáo dân quyên góp. Và cho tới năm 1943, nhà thờ được xây dựng lại với kiến trúc độc đáo như ngày hôm nay. Trước đây, nhà thờ là tu viện chính của dòng tu nữ tử Bác Ái Thánh Vinh Sơn. Trong khoảng thời gian từ năm 1940 tới năm 1943, sau năm 1975, ngoài nhà nguyện và hai dãy tu viện, các cơ sở khác đã được sử dụng cho các mục đích công ích. Ở đây, các sơ đã nuôi rất nhiều trẻ em mồ côi và dạy nghề cho các em như nghề dệt, nghề thêu và vẽ tranh. Còn nói về kiến trúc của nhà thờ Domaine de Mairy thì bố cục của nhà thờ có nhiều điểm cách tân so với các nhà thờ cổ điển phương Tây. Tuy vẫn là dạng mặt bằng chữ thập nhưng tỷ lệ có phần tự do hơn. Đó là chiều rộng 11m, chiều dài 33m. Và như các bạn thấy thì ở trước chính điện có hai đường bậc thang đi lên cửa chính và nhập lại ở sảnh chính. Và một điểm vô cùng đặc biệt mà hẳn ai cũng bất ngờ khi biết đến đó chính là nhà thờ không dùng xi măng mà sử dụng các loại chất kết dính tự nhiên khác như vôi và mật mía. Tới tham quan nhà thờ này, ai cũng chụp cho mình rất nhiều kiểu ảnh. Và trong những bức ảnh đẹp nhất các bạn chụp ở nơi này để khoe với bạn bè thì background của tấm ảnh các bạn chụp sẽ luôn là tiên đình của nhà thờ. Tiên đình được thiết kế là một hình tam giác cân. Trên đỉnh nhọn của nóc mái có gắn một cây thánh giá. Phía trước tiên đình được tô điểm bởi các vòm nhỏ hình lưỡi mác. Và ở chính giữa mặt đứng phía gần đỉnh có một cửa sổ hoa hồng hình tròn. Chi tiết này thường xuất hiện trong các nhà thờ của Pháp cuối thế kỷ 17. Để tôn thêm nét cổ kính và duyên dáng cho nhà thờ đó là hệ thống mái.
thì hệ thống mái của nhà thờ Domain de Mary có hình dáng tựa như nhà rông của đồng bào dân tộc Tây Nguyên. Mái nhà của nhà thờ có độ dốc khá lớn, được lợp ngói màu đỏ. Các viên ngói này được sản xuất ở Việt Nam, hệ vỉ keo gỗ được chế tạo tinh vi và góp phần vào việc hình thành một không gian nội thất vô cùng đẹp và tinh tế bên trong nhà thờ. Ở trên mái, các cửa sổ mái nhô ra từ phần mái vừa tạo những điểm nhấn duyên dáng cho một diện tích khá lớn, vừa là nơi gắn những tấm kính màu. Những tấm kính này được sản xuất từ Pháp, chiếu sáng cho không gian thánh đường, để thánh đường thêm phần lung linh và huyền ảo. Điểm đặc biệt nữa của nhà thờ này đó là phần tường được xây bằng đá trẻ tới ngang bệ cửa sổ theo kiến trúc vùng Normandy, miền Bắc nước Pháp, và tường dưới mái xây khá dày. Các cửa sổ thì được thiết kế sâu vào bên trong, do đó ở mặt hông của công trình có thể nhận thấy rõ các mảng đặc rỗng mang sắc độ đậm nhạt sáng tối, làm cho mặt bên của công trình càng thêm ấn tượng và độc đáo. Và từ khi xây dựng hoàn thành cho đến nay thì nhà thờ chỉ dùng một màu duy nhất, đó là màu vôi hồng đậm để quét tường. Một điểm đặc biệt nữa ở nhà thờ Domain de Mary đó là trong một khoảng thời gian đầu xây dựng, nhà thờ không có tháp chuông, nhưng hiện tại nhà thờ đã có tháp chuông. Tháp được đặt ngay ở phía sau ngôi chánh điện và bên trong có một quả chuông nhỏ. Và như các bạn thấy, trong nhà thờ có tượng Đức Mẹ đứng trên quả địa cầu tạc theo hình mẫu của phụ nữ Việt Nam. Đây là tác phẩm của một kiến trúc sư người Pháp thiết kế. Bức tượng này có chiều cao 3m và nặng 1 tấn. Được làm vào năm 1943 và do phu nhân toàn quyền Đông Dương Jenico là bà Susan Humber dâng tặng. Ở phía sau nhà thờ là một quần thể kiến trúc được thiết kế theo kiểu hiện đại với 3 dãy nhà 3 tầng của dòng nữ tu Bác Ái. Những ngôi nhà này tường được quét vôi màu vàng và mái lợp ngói đỏ. Và ở phía sau nhà thờ cũng là phần mộ của bà phu nhân toàn quyền Đông Dương. Sở dĩ phần mộ của bà ở đó là để hoàn thành tâm nguyện của bà và để ghi nhớ công ơn của bà, người có công trong việc giúp xây dựng nhà thờ. Bà đã bị tai nạn trong một chuyến đi từ Sài Gòn đến Đà Lạt và địa điểm xảy ra tai nạn là tại đèo Prenn. Sau khi bị tai nạn, bà có được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, nhưng vì vết thương quá nặng nên bà đã qua đời tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng vào năm 1944.
Trong suốt thời gian từ khi xây dựng cho tới nay, nhà thờ luôn là nơi ở của nhiều trẻ em mồ côi sinh sống. Ban đầu nhà thờ Domaine de Mary là tu viện chính của hơn 50 nữ tu sĩ. Tại đây họ đã làm nhiều hoạt động xã hội như mở nhà trẻ, cô nhi viện. Đến hiện tại tuy dòng tu chính đã chuyển về thành phố Hồ Chí Minh nhưng nhà thờ vẫn luôn thực hiện tôn chỉ giúp đỡ người nghèo khó. Chẳng hạn như mở cơ sở chăm sóc cô nhi, người chậm phát triển, chữa bệnh cho người nghèo, mở trung tâm dạy nghề miễn phí. Và bên cạnh hai dãy tu viện thì hiện nay các cơ sở khác cũng được sử dụng cho các hoạt động công ích. Mọi người khi ghé thăm nơi đây, bên cạnh việc tham quan chụp hình hay lựa chọn các món đặc sản Đà Lạt về làm quà thì cũng có thể mua quà lưu niệm do các trẻ mồ côi làm ra, hoặc các bạn cũng có thể giúp đỡ các trẻ em nghèo tại quầy lưu niệm phía sau nhà thờ. Và các bạn thân mến, video ngày hôm nay đã chuẩn bị tạm dừng rồi. Nếu bạn đã từng đặt chân tới nhà thờ Domaine de Mary thì chắc chắn bạn sẽ có cảm giác vô cùng thoải mái với những trải nghiệm ở nơi đây. Bên cạnh những bức hình Đà Lạt để đời thì các bạn cũng có thể ấn tượng về kiến trúc, không khí và cả những không gian xung quanh nơi này. Và mình rất mong video của mình có thể mang tới cho các bạn những khoảng thời gian vui vẻ, thư giãn hoặc những thông tin thú vị và bổ ích. Và mình cũng rất mong các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi và ủng hộ mình, giúp mình đi được nhiều hơn, đi được xa hơn, làm được nhiều video hơn, mang lại nhiều giá trị tích cực cho cuộc sống hơn. Một lần nữa mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.